Kính thưa quý vị, trong tiểu mục Làm cha mẹ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ và bàn luận với nhau về một cái câu chuyện mà có lẽ là thường ngày vào những cái ngày hè là các ông bố bà mẹ luôn đau đầu. Đó chính là làm sao để cho con của mình có thể yêu thể thao nè, rồi yêu vận động nhiều hơn, chứ không phải là yêu những cái chiếc iPad hoặc là những cái chiếc điện thoại thông minh, những cái chiếc TV kết nối với Internet, đặc biệt là trong những cái ngày nghỉ hè mà khi mùa hè này thì các con lại không được đến trường cơ, phải nghỉ ở nhà rất là nhiều ngày để có thể phòng chống dịch COVID-19. Ở đây chắc có lẽ là Khánh Phương trong ba người dẫn ngày hôm nay thì Phương là người có kinh nghiệm nhất, bởi vì mình cũng có hai con nhỏ, và trong suốt khoảng cái thời gian mà nghỉ hè hiện nay thì không chỉ là những cái ông bố bà mẹ ở ngoài kia đâu, mà ngay cả Khánh Phương cũng có rất là nhiều những cái băn khoăn, những cái đau đầu trước cái việc mà chúng ta phải tạo ra những cái hoạt động như thế nào để cho con mình có thể tham gia vào một cách thích thú và rời xa được những cái chiếc điện thoại. Thực ra mà nói thì Phương không phủ nhận những cái lợi ích rất là tích cực của cái việc sử dụng những cái công nghệ thông minh này, bởi vì trong cái việc sử dụng những cái công nghệ thông minh này một cách đúng và có một cái thời gian nhất định thì sẽ làm cho con cái của chúng ta tiếp xúc được với rất là nhiều những cái giá trị, những cái kiến thức từ bên ngoài. Như việc mà ngày hôm nay thì trong thời buổi hiện nay thì những trẻ em tầm 2-3 tuổi không cần phải đến trường mẫu giáo đâu. Chúng ta có thể hoàn toàn là tự học Anh văn ở nhà nếu như mà có sự kèm cặp của bố mẹ. Các bé có thể học những cái câu từ đơn giản thôi, như là bảng chữ cái này, rồi đếm từ 1 cho đến 10 bằng tiếng Anh, hoàn toàn là có thể qua những cái chiếc điện thoại thông minh này. Thế nhưng mà nói cái gì nhiều quá cũng không tốt, đúng không Vân Trang? Nếu như mà chúng ta lạm dụng hoặc là không kiểm soát con của mình thì có thể từ những cái thiết bị thông minh này sẽ gây hại đến sự phát triển của bé. Không biết là ở nhà Vân Trang, tuy là Vân Trang chưa phải là mẹ nhưng mà Phương được biết là Vân Trang có một cháu, mà cháu năm nay là khoảng 3 tuổi rồi, đúng không Trang? Không biết là cháu nhà Vân Trang có thích điện thoại hay không? Ban đầu thì cháu bé nhà em là không có thích điện thoại, nhưng mà sau đó là kiểu như mọi người là có một cái thói quen, đó là khi mà đi họp nhóm hoặc là đi ăn gia đình với nhau, các bạn nhỏ khác thì cũng rất là thích điện thoại, rồi bố mẹ cũng hay đưa điện thoại cho con. Thế rồi là cũng quen, cũng cho bạn ấy xem điện thoại. Rồi dần dần là em cảm thấy là bạn ấy cũng thích hơn, bởi vì bình thường nhá, khi mà ban đầu khi mà bạn ở với em á, là bạn ấy không bao giờ đòi hỏi là phải bật tivi, bật điện thoại, mà rất là thích xem sách, vẽ tranh này, rồi thích chơi, tức là bạn rất là thích hoạt động, rất hiếu động, chứ không thích chơi tivi hay là điện thoại ở nhà. Thế nhưng mà đến thời điểm mà em chỉ nhớ là chỉ sau khoảng độ 3 đến 4 tháng thôi là tự nhiên bắt đầu thấy là đòi cô cho xem điện thoại, mặc dù là không quá gay gắt và đòi nặng nặng, ăn vạ để đòi, nhưng mà cũng có mong muốn nhiều hơn và rất là thích xem điện thoại. Thì em đã cảm thấy hóa ra là chính phụ huynh, chính người lớn mới tạo nên cái thói quen cho các bạn nhỏ. Và sau đó thì gần như là khi mà ở với em á, thì phải rời sự chú ý của bạn ấy ra khỏi điện thoại, tivi bằng nhiều cách khác. Ví dụ như là cô sẽ cùng con đi ra ngoài chơi này, hoặc là sẽ cùng chơi các trò chơi trong nhà này, hoặc là kể cả là ở nhà bố em thì có sân rất là rộng, thì các bạn ấy cũng có thể là đi xe đạp trong sân. Tuy nhiên là thời điểm mà vừa rồi dịch bệnh Covid-19 thì các bạn ấy không thể đi học này, các bạn ấy cũng không thể đi ra ngoài được, thì là cái phạm vi lại bó hẹp hơn. Và điện thoại, iPad rồi máy tính chính là em cảm tưởng như gần như là cứu cánh của cha mẹ khi mà ở với con cả ngày rồi, quá mệt mỏi với những đòi hỏi của con rồi. Và khi mà có một khoảng thời gian là con có thể ngồi yên nghịch điện thoại, nghịch iPad, là cảm thấy hóa ra là mình cũng có thời gian để nghỉ ngơi, để thư giãn. Và đôi khi trẻ cũng không tự đòi đâu, mà chính bố mẹ đấy mong muốn là con phải ngồi im, con chơi như vậy, và bố mẹ sẽ có cái khoảng không gian riêng cho mình sau 24 tiếng đồng hồ ở nhà với con cả ngày. Dạ vâng. Khi mà nghe Trang nói thì Thảo thấy một điều, đó chính là có nghĩa là để mà con không chơi điện thoại thì chúng ta phải tìm ra một cái khác nó thích thú hơn cái đúng điện rồi, thoại, tức là để rời cái sự chú ý của trẻ đi. Và khi mà Trang nói thì Thảo có nhớ ra một cái trường hợp, đó là lúc mà chưa diễn biến phức tạp ấy, thì Thảo có đi dạy cho các em nhỏ để làm MC. Thì khi mà tới cái lớp dạy thì trước khi mà cô tới thì tại lớp đó sẽ mở những cái chương trình âm nhạc, nhưng nó có một điểm, đó chính là mọi người dễ bị mở những nhạc chế hoặc là mình không kiểm soát nội dung mà trẻ sẽ tiếp nhận. Ví dụ như là khi Thảo đến thì Thảo không tiện nhắc là nhạc chế đó của ai. Có thể với người lớn của mình thì nó không sai, nhưng trẻ con không hiểu. Có những cái từ mà các bạn ấy chế ở trong cái bài nhạc, trẻ con không hiểu và các bé ấy hát theo thuộc lầu lầu luôn, thì mình mới cảm thấy là lo lắng về điều đó. Và chưa thể là trẻ tiếp nhận những cái thông tin thông qua điện thoại di động nữa. Thì khi mà mình hỏi phụ huynh tại nhà đó, thì phụ huynh mới bảo là thôi em ơi, cứ như thế đi cho nó tiện, tại vì là bây giờ mình nấu ăn mà con cứ đứng kè kè bên cạnh là nó không, có nghĩa là tay chân của mình nó không có linh hoạt. Hay là chưa thể là đi làm cả ngày mệt rồi và về không thích phải giải thích những cái câu hỏi cho con là tại sao cái này màu đỏ mà cái này không phải màu hồng chẳng hạn đi, hàng ngàn những câu hỏi vì sao như thế, thì phụ huynh cũng rất lo lắng. Và Thảo làm một cái việc để kiểm soát
cho chính bản thân của mình trên điện thoại di động. Để mà trước khi là mình kiểm soát con mình thì mình phải kiểm soát chính bản thân của mình. Đó là khi chúng ta dùng điện thoại di động thì trong phần pin đó quý vị sẽ cho chúng ta biết là mình đã dùng bao nhiêu phần trăm pin cho ứng dụng gì. Thì ví dụ như là có một thời gian Thảo chỉ dùng cho một cái mạng xã hội đó là TikTok, là chỉ suốt ngày là lướt ở trên đó xem thôi, chứ mình cũng không có phải là làm thành một TikToker gì cả. Nhưng mà xem tới mức độ mà đến 45% là dung lượng pin dành cho cái TikTok đó. Và một tuần mình tổng hợp lại thì mình hú hồn, bởi vì là bản thân của mình đã không kiểm soát việc xài điện thoại di động của mình đến mức độ như thế. Còn với trẻ con thì chúng ta có kiểm soát được hay không? Là có, ví dụ như phụ huynh đi làm thì bắt buộc phải cho con một chiếc điện thoại ở nhà để có gì còn điện cho bố mẹ. Thì ví dụ như để ở nhà thì chắc chắn là mình sẽ không thể nào mà quản lý cái việc là con ở nhà dùng gì, nhưng mà một ngày phụ huynh về có thể kiểm soát lại là hôm nay con dùng gì. Và từ đó thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp để mà trao đổi với con. Hoặc là trong ví dụ như là ứng dụng Android thì nó có khóa cả ứng dụng nữa. Ví dụ là mình khóa cái ứng dụng đó đi, đến khi nào mà trong khung giờ từ ví dụ như là từ 9 giờ tới 10 giờ sáng thì con mới được dùng, thì con chỉ dùng trong vòng 1 tiếng đó thôi. Còn ngoài cái 1 tiếng đó thì ứng dụng đó lại khóa lại. Thì Thảo thấy là đó cũng là những cách mà Thảo đã từng làm với em gái của mình, hoặc là cũng từng kiểm soát việc em gái của mình sử dụng điện thoại quá nhiều trước khi mà bé bước vào trong mùa thi. Thật ra để trả lời cho cái câu hỏi là làm sao để cho con cai được cái điện thoại thông minh này, rồi những cái iPad á, thì nói nghe thì rất là dễ, nhưng mà để chống lại được những cái cám dỗ đó thì thực sự là không phải là ai là phụ huynh rồi cũng có thể thực hiện được dễ dàng đâu thưa quý vị. Điển hình như Phương đi, nhiều khi mình cũng rất là bận rộn bởi công việc và có nhiều ngày không thường xuyên, nhưng mà đối với Phương thì 24 giờ trong một ngày nó qua rất là nhanh. Về nhà mình đã mệt lả người rồi và mình chỉ muốn là có một cái giây phút nào đó thảnh thơi, thư giãn thôi. Thế nhưng mà con của mình đang trong độ tuổi biết ăn, biết nói, nó đang trong độ tuổi học hỏi rất là nhiều thứ xung quanh và phải đối diện với rất là nhiều câu hỏi tại sao đến từ mà con. Hỏi váng đầu luôn á. Đúng chị rồi, à? Cho nên vì thế thú thật với quý vị là có những hôm mà Phương chỉ muốn là đưa cho con cái chiếc điện thoại để con có thể ngồi im trong khoảng 30 phút, 1 tiếng để mẹ có thể nghỉ ngơi thôi. Thực sự là như vậy thưa quý vị. Có những cái cám dỗ đến từ cái sự yên tĩnh mà bậc phụ huynh của mình không thể nào mà có thể nói không được. Và vì thế mà đối diện với những cái chiếc điện thoại thông minh, những thiết bị thông minh như vậy, làm sao để có một cái thời gian sử dụng hợp lý cho con của mình, để cho con mình tiếp xúc và nhận được những cái giá trị tích cực từ cái thế giới không gian trên mạng, cũng là điều mà khiến cho rất là nhiều bậc phụ huynh đau đầu và chưa biết cách có thể làm sao tìm ra được những cái giải pháp mà hiệu quả nhất đối với gia đình của mình. Thực tế thì các thiết bị thông minh rõ ràng nếu như biết cách sử dụng và được kiểm soát sẽ mang đến nhiều công cụ có ích, công dụng có ích cho trẻ. Tuy nhiên nếu như chúng ta thả lỏng cho con sử dụng những cái chiếc điện thoại thông minh như thế thì sẽ dẫn đến những nguy hiểm rất là khôn lường. Cụ thể là việc cho trẻ sử dụng sớm và thường xuyên những thiết bị thông minh sẽ dẫn đến nhiều nguy hại, đặc biệt là đối với thần kinh, chức năng thần kinh của trẻ. Việc này cũng chính là một trong những yếu tố làm gia tăng những chứng bệnh về tâm thần của trẻ em như là trầm cảm, rối loạn hành vi, cảm xúc, rồi ngôn ngữ kém phát triển, thiếu tập trung. Chưa kể là cái việc mà bạo lực hiện nay thì không chỉ là bạo lực về thể xác đâu mà còn bạo lực về tinh thần nữa. Rất là nhiều trẻ tiếp xúc với không gian mạng từ quá sớm và không biết được bảo vệ mình như thế nào trên không gian này. Cho nên vì thế tiếp xúc với những cái nick đe dọa rồi bôi nhọ danh dự của mình ở trên không gian mạng thì các bé đã thu mình lại và không dám nói cho bố mẹ, ông bà biết, thầy cô biết được những cái sự thật này. Và chính vì vậy mà theo một cái thống kê thì số lượng lớn những cái trẻ em mà sử dụng quá sớm những thiết bị thông minh như vậy thì lợi bất cập hại nếu như mà phụ huynh chúng ta không có những cái đường hướng giáo dục đúng đắn và cái thời gian sử dụng hợp lý cho con trẻ của mình. Dạ vâng, đúng là như thế. Tuy nhiên nói thì chúng ta cũng không thể nào phủ nhận được là những lợi ích mà các cái thiết bị thông minh mang lại cho trẻ. Chẳng hạn như là thông qua các thiết bị thông minh thì trẻ có thể học mà hát, rồi là xem được những hình ảnh, tìm hiểu về thế giới xung quanh một cách rất là tiện ích, mà cha mẹ hoàn toàn có thể đôi khi còn không thể nào mà dạy con nhiều bằng các cái biện pháp thông minh đó được. Và đơn cử như câu chuyện của cháu em đi, đó là ở nhà thì bản thân mình là một người dẫn chương trình, vì thế mà rất quan trọng đến việc là cháu mình liệu có nói ngọng hay không. Bởi vì có rất nhiều câu chuyện em thấy là con của các anh chị đồng nghiệp, bố mẹ là MC hẳn hoi, nhà thì là ở Hà Nội, nhưng mà về con vẫn nói ngọng nờ lờ như bình thường và không thể nào sửa được do là đến trường rồi là học thầy cô, học bạn bè. Thì em thấy rằng có một cái cách như là cháu em nhá, ông thì là nói ngọng, thế nhưng mà bạn ấy hoàn toàn không nói ngọng. Bởi vì sao? Bạn ấy xem những cái cách phát âm ở trên YouTube và họ thì phát âm rất là chuẩn, thế cho nên là bạn ấy cũng học phát âm theo và bạn ấy hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi
môi trường xung quanh. Cái thứ hai là học tiếng Anh. Đôi khi chính bản thân cô cũng không thể nào có thể dạy cho bạn được cách đọc đúng hầu như là những YouTube hay là những cái video trên mạng, bởi vì họ là những người bản xứ. Và em thấy rằng đôi khi nha, chính như kiểu như là bản thân em, cái thế hệ trước khi mà đi học, một phần mình phát âm sai, mình không nghe được cũng chính là do các cô phát âm đúng cũng rồi. Chưa chuẩn. Nhưng mà khi mà chúng ta cho trẻ tiếp xúc với lại các clip trên mạng xã hội, trên YouTube chẳng hạn, thì là đó là những tiếng Anh của người bản xứ và họ phát âm rất là chuẩn. Sau này thì cũng sẽ tốt cho việc tìm hiểu thế giới rồi học hỏi của các bạn. Thế nhưng mà điều gì thì chúng ta cũng cần phải giới hạn, tức đúng là rồi. Sử dụng một cách hợp lý thôi. Bởi vì chúng ta vẫn thấy được những cái tác hại trong việc là nếu như chúng ta để cho trẻ sử dụng quá nhiều các thiết bị điện tử. Và một trong những cái tác hại đó là khi mà chúng ta sử dụng các thiết bị điện tử quá nhiều rồi là ít hoạt động thì cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng béo phì. Ngoài ra thì các đồ chơi điện tử quá nhỏ, trẻ nhìn quá gần rồi là nhìn trong một thời gian dài có thể khiến trẻ gặp một số bệnh ở mắt như là cận thị. Khi trẻ ngồi ở tư thế không đảm bảo cũng gây ảnh hưởng đến cơ xương và lâu ngày thì dẫn đến cong vẹo cột sống. Nhiều tác hại khác của các thiết bị điện tử đối với trẻ nhỏ có thể kể tới như là nguy cơ bị chậm nói, kém tập trung, dễ mắc các bệnh về mắt, táo bón vì ít hoạt động. Trẻ lớn lên nếu như mà bị nghiện game thì tính tình sẽ dễ trở nên hung hăng hoặc là lầm lì, có thể thì trở nên cáu gắt bởi những ảnh hưởng từ các trò chơi bạo lực. Một tác động tiêu cực nữa của công nghệ đối với trẻ là xu hướng thiếu kiên nhẫn, thích dựa dẫm vào mạng Internet. Và thưa quý vị, với lợi bất cập hại như vậy thì có lẽ là chẳng ai mong muốn là đứa con của mình sẽ say mê những thiết bị điện thoại như vậy. Chưa kể là khi con sử dụng điện thoại di động, ví dụ như là sử dụng phần mềm YouTube chẳng hạn, nếu như chúng ta không kiểm soát thì con có thể dễ tiếp cận với những hình ảnh, những thông tin độc hại. Và trên YouTube thì nó có một cái xu hướng, đó chính là người lớn tìm kiếm thông tin gì nhiều thì nó sẽ ưu tiên hiển thị những thông tin đó lên. Hoặc là trong một cái khoảng thời gian có một bộ phim hoạt hình đã khiến cho không ít quý vị phụ huynh quan tâm, đó chính là một bộ phim hoạt hình về một chú heo hồng. Khi mà chú heo này thì đoạn đầu nó thoạt là một bộ phim hoạt hình bình thường, nhưng đến đoạn giữa thì sẽ có những hành động sai khiến, chẳng hạn như là trẻ phải tự lấy kéo cắt tóc hoặc là trẻ phải lấy dao để mà rạch lên tay của mình chẳng hạn, thì khiến cho nhiều người lo lắng. Lúc đó thì chúng ta mới chợt nhớ ra và quan tâm đến việc là con mình xem những nội dung gì, nên là chúng ta cũng cẩn trọng hơn với việc cho con mình sử dụng điện thoại di động và những ứng dụng mà chúng ta cho con sử dụng. Và để làm thế nào để con của mình không bị nghiện thiết bị điện thoại di động thì không phải ai cũng biết, bởi vì đôi khi chính người lớn chúng ta cũng bị hấp dẫn bởi việc là mạng xã hội Internet đã mang lại cho mình. Ngoài ra thì có một lý do thực tế khác, đó là nhiều ông bố bà mẹ cũng đều mong muốn là con của mình có thời gian là để chăm sóc cho bản thân của chính bản thân của mình, tham gia những môn thể thao, thể dục nào đó. Tuy nhiên điều này rất khó, lịch sinh hoạt của mỗi người khác nhau, chưa kể là khi có thời gian chung thì mỗi người lại quan tâm đến mỗi vấn đề khác nhau. Chưa kể dịch bệnh khiến cho nhiều hoạt động vui chơi thể thao ngoài trời cũng bị hạn chế. Bởi vậy, để cả gia đình cùng tham gia tập luyện chăm sóc sức khỏe, đòi hỏi phải có ý chí của tất cả các thành viên trong gia đình mình. Và thưa quý vị, Phương được biết là hiện nay cũng có rất là nhiều những ông bố bà mẹ kiên trì với việc thức dậy mỗi buổi sáng sớm để cho con mình tập luyện thể dục. Cá nhân Phương thì đánh giá đây là một thói quen cực kỳ tốt luôn. Bởi vì theo Phương thấy thì nếu như trong cái thời gian mà trẻ đến trường sinh hoạt thì cái giờ giấc sinh hoạt của trẻ, phần lớn gia đình có trẻ nhỏ thì sẽ đi vào trong cái trạng thái là có trật tự, có kỷ luật hơn rất nhiều. Và chỉ cần là trẻ nghỉ hè thôi, hay như là trong thời điểm hiện tại khi mà trẻ nghỉ ở nhà quá nhiều bởi dịch Covid-19 thì điển hình là trong gia đình Khánh Phương thôi, cái thời gian mà sinh hoạt của trẻ hai đứa nhỏ nhà mình cũng đã bị đảo lộn rất là nhiều rồi. Nhiều khi con ngủ đến 9 giờ rồi con chơi xuyên trưa luôn, những cái buổi mà mẹ đi làm mẹ không có ở nhà để quát tháo là con chơi xuyên trưa luôn. Đến 4-5 giờ chiều con cũng chưa chịu ngủ nữa và về nhà thì đã đến giờ cho con ăn cơm rồi, thì khi mà các bé ăn cơm rồi thì các bé lại mãi chê. Đúng rồi. Không, có nhiều khi là mãi chơi luôn em, nó chơi đến khoảng 10 giờ 11 giờ nó mới ngủ và ngày hôm sau thì lại tiếp tục dậy muộn tiếp. Đúng rồi, một cái guồng quay như vậy, bởi vì các bé không ngủ trưa, cho nên vì vậy thay vì cái thời gian ngủ trưa thì các bé lại ngủ bù vào ban tối và kéo dài cho đến tận trưa ngày hôm sau luôn. Có hôm đỉnh điểm Phương thấy là đến 10 giờ rưỡi rồi lên nhà gọi con mà con không chịu dậy. Bé nhỏ nhà Phương còn đuổi mẹ đi chỗ khác nữa, mẹ đi chỗ khác đi, con không muốn dậy. Đấy là một cái thực tế xảy ra tại nhà mình mà mình thấy là khi mà các ông bố bà mẹ nếu như
nhưng mà có thời gian và kiên trì. Bản thân Phương cũng phải học cái sự kiên trì, bởi vì khi mà mình kiên trì, mình có kỷ luật hơn trong cái thói quen sinh hoạt của mình thì con mình là người hưởng lợi nhiều nhất. Vì khi mà các bé sinh hoạt đầy đủ đúng giờ với cái nhịp học sinh lý của trẻ thì trẻ cũng sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt, và từ cái việc mà sức khỏe của trẻ tốt như vậy thì sức đề kháng trong người của trẻ cũng tăng cao hơn rất là nhiều. Dạ đúng ạ, và em thấy rằng là cái điều đấy là vô cùng quan trọng. Bởi vì là không chỉ là cần phải tính kiên trì nữa, em nghĩ rằng có cả sự hy sinh nữa. Bởi vì chúng ta biết rằng là trong thời điểm mà dịch bệnh Covid-19 như hiện nay thì cha mẹ có quá nhiều áp lực đè nặng lên vai, từ kinh tế rồi đến việc là con nghỉ học ở nhà. Làm thế nào để vừa đảm bảo kinh tế khi mà thu nhập đã bị giảm sút trong thời kỳ đại dịch rồi, lại phải đảm bảo được đời sống vật chất và cả tinh thần cho con nữa. Thì em thấy rằng là có một chị bạn của em ấy như thế này. Con của chị ấy thì không bị nghiện nhưng mà bạn ấy lại hơi có một chút giảm chú ý. Và chính vì vậy mà để tạo nên cái thói quen tốt cho con và để con không bị quá lạm dụng internet rồi là đắm chìm vào không gian mạng á, thì chị buổi sáng nào chị cũng dậy, mặc dù là công việc của mẹ rất bận nhá, có thể là đến chiều, có thể đến tối, bởi vì là đồng nghiệp thì làm ở trong truyền hình thì chị biết rồi, công việc thì không bao giờ cố định cả. Thế nhưng mà buổi sáng chị vẫn dậy và gọi con dậy, nếu như mà mùa hè thì là 5 giờ, còn mùa đông thì là muộn hơn 30 phút. Sau đó thì là hai mẹ con sẽ đi ra ngoài đạp xe 30 phút. Để cho chị có chia sẻ với em rằng là bạn ấy cần phải tiêu tốn năng lượng. Khi mà bạn ấy tiêu tốn năng lượng thì bạn ấy cũng sẽ ăn tốt hơn, bạn sẽ phải bổ sung năng lượng, bạn ấy cảm thấy khỏe khoắn hơn thì bạn ấy cũng sẽ học tốt hơn, bạn ấy cũng sẽ học được cách giao tiếp rồi chia sẻ cảm xúc với mọi người xung quanh. Thế cho nên là sáng nào cũng dậy sớm rồi dẫn con đi ra ngoài đạp xe khoảng độ 30 đến 45 phút, sau đó thì quay về cho bạn ấy tắm, ăn uống, và rồi lúc đấy thì mới đưa con đi học và mẹ mới đi làm, nếu như là không phải là bị nghỉ do dịch Covid-19. Còn nếu như mà bị nghỉ thì sẽ ở nhà là đây, ngày hôm nay con sẽ làm những bài này và chị gạch đầu dòng ra. Rồi đến cuối ngày khi mà về nhà lại quay lại hỏi con là con đã học bài chưa, con đã làm đủ chưa, và rồi nghĩ ra rất là nhiều những cái hoạt động bên ngoài cho con để con có thể tăng cường cái thể chất của mình, từ việc là đạp xe này hay là đi bơi này, hoặc kể cả là tập thể dục cùng mẹ nữa. Tức là có một cái sự song hành rất là lớn, và em nghĩ rằng đó không chỉ là sự kiên trì mà còn là sự hy sinh. Bởi vì chúng ta thấy khi mà làm việc cả một ngày rồi, các bậc phụ huynh cứ thử nghĩ xem, nếu như chúng ta lại quay về và rồi lại phải chăm lo cho con gần như là hết cả cái thời gian như thế thì cũng sẽ rất khó để chúng ta có cái khoảng không gian cho mình, kể cả nghỉ ngơi còn chưa đủ, chứ đừng nói gì là đến như là chị em phụ nữ thì chúng ta biết rồi, còn phải dưỡng da, chăm sóc da, vân vân, đúng không? Chính vì thế nên em nghĩ rằng là các bậc phụ huynh cần phải có sự hy sinh và kiên trì nhẫn nại rất lớn thì mới có thể giúp con là chúng ta rời cái sự chú ý vào mạng xã hội, vào iPad, vào điện thoại hay là vào máy tính. Thưa quý vị, khi mà nghe những chia sẻ này thì cũng có một vài vị khán giả bảo là tại sao mà chỉ cần cho con cai nghiện điện thoại thôi mà khó quá vậy. Thực ra thì theo Phương nhá, theo cái ý kiến riêng của mình thôi, không có việc gì quá khó nếu như mà thực sự là chúng ta muốn làm. Tại vì thử nghĩ về cái thời của chúng ta đi Trang, chúng ta đâu có được tiếp xúc với công nghệ đâu, nhưng mà chúng ta vẫn có những cái trò chơi, chúng ta vẫn có ô ăn quan này, chúng ta vẫn có năm mười rồi hả, cuốc bắp bắp dây ở trong Nam, đúng rồi, có nhảy dây tự tết thun lại với nhau, rồi kéo nhau các bạn hàng xóm ra rồi tự chơi nhảy dây, rồi chơi lò cò, rồi chơi ô ăn quan, rất là nhiều những cái trò chơi chúng ta có thể sáng tạo được. Thực ra Phương thấy là ở một cái khía cạnh khác thì nếu như mà phụ huynh của chúng ta để cho con tự phát triển, Phương nghĩ là trong một cái giới hạn nào đó vẫn có thể chấp nhận được. Con có thể được bố mẹ kích thích cái sự sáng tạo này, bởi vì khi không được cho những cái chiếc điện thoại này thì các bé, nếu như ở nhà có anh em á, Phương tin chắc luôn là các bé sẽ nghĩ ra rất là nhiều trò chơi. Ở nhà Phương đã từng thấy con mình như vậy rồi. Có một hôm con không ăn đúng giờ, con ăn một bát cơm mà đến tận một tiếng, thì Phương có ra hình phạt cho cả hai bé luôn là ngày hôm nay cũng sẽ không được xem tivi và không được sờ vào điện thoại của mẹ. Thường là mỗi ngày Phương sẽ cho 30 phút để chơi game, thế nhưng mà hôm nay là Phương cắt hết toàn bộ những cái công nghệ thông minh ở nhà luôn. Thì hai bé tự ở nhà tự lấy Lego ra chơi với nhau, rồi tự lấy những cái miếng xốp ở nhà dựng thành cái ngôi nhà, rồi tự bật quạt tự chơi với nhau luôn. Phương thấy là thật ra trẻ con có rất là nhiều cái để chơi, không cần là phụ huynh của chúng ta nghĩ quá nhiều đâu, chẳng qua là chúng ta có để cái thời gian cho con của mình có thể tự do sáng tạo và có thể cho bé sống đúng với là cái lứa tuổi của mình và phát huy hết những cái giác quan. Như là khi mà trẻ không phụ thuộc vào iPad nữa thì thực ra nếu mà trẻ chơi xung quanh môi trường ở ngoài, trẻ tưới cây này, trẻ tập thể dục này, thì trẻ có thể phát huy được rất là nhiều, phát triển được rất là nhiều những giác quan, từ thính giác, thị giác cho đến xúc giác, rất nhiều những giác quan đó. Và khi trẻ được phát triển đầy đủ những cái giác quan đó thì Phương tin chắc là sự sáng tạo và trí thông minh của trẻ cũng tăng dần luôn. Cho nên vì vậy quan trọng nhất vẫn là phụ huynh của chúng ta có đủ kiên nhẫn với con hay không, và có cho bé có đủ cái môi trường để phát huy được những cái
năng lực cũng như là cái khả năng sáng tạo của con mình hay không. Và thực ra thì trong giai đoạn này, mặc dù là chỉ ở trong nhà nhưng mà chúng tôi cũng sẽ đem đến cho quý vị rất là nhiều những cái gợi ý để những bậc phụ huynh dù bận rộn nhưng hoàn toàn có thể giúp cho con của mình có được nhiều niềm vui ở nhà. Như là chúng ta có thể dạy con nói lời cảm ơn, cho con nghĩ về người đã giúp đỡ mình một điều gì đó và viết ra một cái bức thư ngắn để bày tỏ lòng biết ơn của con đối với bản thân những người đó. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cùng với con làm những góc xây dựng chẳng hạn. Chúng ta có thể xây dựng một mô hình logo hoặc là tạo ra một tòa tháp từ những quân bài hay bất kỳ một thứ gì đó. Tổ chức những buổi chụp hình cho con, sử dụng một chiếc máy ảnh để mà chụp một số những bức hình. Thì liệu là chúng ta sẽ chụp những gì? Ví dụ như là những đồ chơi, những thú cưng, những bông hoa trong vườn chẳng hạn. Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể tham khảo cách là mình thiết kế và làm một trò chơi thủ công cùng với con, như là tự sáng tạo ra một trò chơi ở trong nhà cùng với các thành viên, các con của mình, hay là vẽ chẳng hạn. Và Phương Thảo thấy một điều như thế này, nếu như mà bố mẹ làm gì thì con sẽ bắt chước làm theo, bố mẹ sẽ là tấm gương phản chiếu của con. Ví dụ như Thảo thì Thảo chưa có gia đình, nhưng mà trong gia đình của Thảo thì sẽ có những anh chị đã lập gia đình rồi, họ duy trì cái việc, ví dụ như là anh của Phương Thảo thì rất là thích về mặt thiết kế chẳng hạn đi, thì anh ấy là luôn có những cái bản tranh vẽ, những cái khung. Thì khi mà sinh cái bạn nhỏ này ra thì không biết là có phải là cha truyền con nối hay không, nhưng mà bạn vẫn thích. Và bạn thích ví dụ như là bố thì sẽ vẽ những cái bức tranh đẹp, nhưng bạn ấy chỉ là ngúy ngoáy những cái hình gì đấy thôi, nhưng mà bạn ấy rất thích cái cảm giác như vậy. Hoặc là trong nhà cũng có chị mà ví dụ chị làm giáo viên mầm non thì chị vẫn phải làm những cái bông hoa để mà đi dạy chẳng hạn đi. Thì bạn nhỏ đấy có thể bạn chưa làm tốt mà bạn sẽ bắt chước mẹ, thì tức sẽ hạn chế làm. Đúng rồi, hạn chế được cái việc con sử dụng điện thoại hơn. Nhưng mà cái này chị Phương nói thì Thảo cũng đồng ý ở chỗ là mình tạo ra nhiều cơ hội cho con chơi thì sẽ giảm tải cái việc là con sử dụng điện thoại di động. Nhưng mà Thảo thấy là tại vì có lẽ là cái môi trường bây giờ nó hơi bị nhỏ, ví dụ như trong một cái căn chung cư mà sẽ có những căn chung cư nó có ban công, nhưng mà ví dụ chung cư của Thảo ở thì không có ban công chẳng hạn đi, thì trẻ cũng chơi trong bốn bức tường trong ngôi nhà như vậy. Thì cái xu hướng mà trẻ thích xem tivi rồi là thích dùng điện thoại di động thì tự dưng nó cũng nhiều hơn. Và thậm chí là có những nhà mà một cái căn nhà hai phòng ngủ chẳng hạn đi, nhưng mà rất nhiều thành viên sống thì nó không có không gian để cho con có thể là sinh hoạt. Thực ra Phương thấy đúng là Phương Thảo cũng nói đúng, nhưng mà Phương thấy là nó chưa đủ. Bởi vì cái sự sáng tạo của con trẻ thì không nằm ở cái việc mà không gian rộng hay không gian hẹp. Không gian rộng nó sẽ có một cái kiểu sáng tạo riêng, mà không gian hẹp nó cũng có kiểu sáng tạo riêng. Như là nếu như chơi trong bốn bức tường thì trẻ hoàn toàn có thể nghĩ ra những cái việc như là dùng giấy màu này để có thể vẽ rồi lắp ráp thành những cái ngôi sao này rồi những cái chú hà. Thực ra có rất là nhiều các sáng tạo, chẳng qua là chúng ta có hướng con mình nghĩ và hướng con mình theo cái sự sáng tạo đó hay không. Cho nên vì vậy Phương nghĩ là thực ra mà nói cho con dùng điện thoại trong một cái giới hạn cũng tốt. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta cho con quá lạm dụng thì sẽ tạo ra những cái hệ lụy mà vô cùng xấu với trẻ. Cho nên theo ý kiến cá nhân của Phương thì thực ra nếu như mà Phương không kiểm soát được, Phương vẫn sẽ để cho con mình an toàn trong cái sự lạc hậu. Tức là cho con trẻ, đến khi nào mà con trẻ đủ nhận thức rồi thì chúng ta mới có thể là cho con tự do sử dụng cái chiếc điện thoại thông minh. Khi mà con có đủ nhận thức rồi thì chúng ta cũng sẽ an tâm hơn về cái việc con còn sẽ xem được cái gì, con sẽ đọc được cái gì từ không gian mạng. Còn nếu như mà con còn quá nhỏ thì tốt nhất là chúng ta nên hạn chế hoặc là cấm con sử dụng luôn. Theo cá nhân Khánh Phương, cái việc cấm con sử dụng điện thoại không có gì là xấu cả. Như cái việc mà các bậc phụ huynh cũng bảo là khi cấm con như vậy thì lỡ như trong gia đình có một cái tình huống khẩn cấp gì mà bố mẹ không có ở nhà thì chúng ta liên hệ như thế nào? Hoàn toàn có những cái chiếc điện thoại mà chỉ có chức năng nghe gọi thôi, đúng không quý vị? Quan trọng cái đồng hồ á. Đúng rồi ạ, hoặc là có những cái chiếc đồng hồ định vị có khả năng gọi cho bố mẹ. Hoàn toàn chúng ta có thể trang bị được cho con, chẳng qua là chúng ta có muốn hay không thôi, đúng không Vân Trang? Và rất là nhiều những cách, và quan trọng nhất mà chúng tôi phải nhắc đi nhắc lại suốt từ đầu câu chuyện tới giờ, đó là ở phụ huynh, các bậc phụ huynh có mong muốn, có quyết tâm rằng là sẽ đưa con mình rời xa chiếc điện thoại, sử dụng ở mức ở giới hạn phù hợp để con mình có thể có một sự phát triển toàn diện, thì đó chính là ở quý vị và các bạn, ở chính các bậc phụ huynh. Và chúng tôi hy vọng rằng với những ý kiến chia sẻ vừa rồi thì quý vị và các bạn sẽ biết là chúng ta cần phải làm gì, chúng ta muốn làm gì và chúng ta phải làm gì để có thể giúp con phát triển một cách tốt nhất.